Rồi chào các bạn ha. Thì hôm nay mình thanh lý một cái con súp Bose AM7 hay chúng ta còn gọi là Bose Acoustimax 7 ha. Thì lý do thanh lý là tại vì cái mặt nó ố vàng rất là xấu ha, nhưng mà hiện trạng của nó vẫn là zin nguyên bản, thùng cứng cáp và chưa qua sử dụng tại Việt Nam ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay cho các bạn xem ha, về cái phần ngoại hình và cũng như nội thất mình tháo sẵn phía sau rồi. Và ở cuối video thì mình sẽ báo giá ha. Rồi ok, đây là phần mặt trước các bạn ha. Thì dòng này thì nguyên thùng của nó sẽ là thùng thùng bằng gỗ ha, và mặt trước của nó sẽ là một cái miếng mặt nạ bằng bằng nhựa ha. Thì nhựa này nó màu trắng, thì mình không biết nó sau một thời gian tại sao lại ố vàng nhiều như thế này ha, cho nên mình tiến hành mình thanh lý thôi. Còn cái mặt phía này nó bằng sơn ha, chứ vẫn màu trắng ha, nguyên bản của nó. Rồi ok, thì mặt phía trước thì sẽ có logo Spo ha, lỗ tông hơi, chữ Acoustimax ha. Rồi mấy cái phần này là nó dính dơ bẩn ha, mình chưa vệ sinh đó. Rồi ok, đây phần mặt trên thùng vách nó cứng cáp, không có bị nở gì cả ha. Mặt bên hông tương tự ha, mặt bên hông từ phía trên phía dưới vẫn còn rất cứng cáp, không có bể nở, không có bị phù gì cả đó. Rồi đây ha. Rồi ốc vít thì nó 6 con, mình vừa tháo ra đây ha. Rồi phần phía sau ha, góc cạnh đây nè, thùng không có bị bể nở gì cả. Rồi phía sau thì đây là cái tem của nó ha, dòng Acoustimax 7 này ha. Thì nó có tới 3 đường ra lo, thì nó giống như em AM5 thôi, nhưng mà nó có thêm cái đường center nữa ha. Thì ba cái cọc lo phía dưới á, là chúng ta đi tín hiệu từ âm ly vào, ba cái cọc lo phía trên á, là chúng ta đi ra ba cái lo cube. Thì anh em nào có âm ly đa kênh các bạn, anh em sử dụng cái tín hiệu left right trái phải ha, và tín hiệu center. Còn anh em nào chỉ có âm ly hai kênh thông thường thì chúng ta xài hai cái kênh ở hai cái bìa hai bên ha, trái phải ha. Còn kênh chính giữa chúng ta để trống, sau này chúng ta có nâng cấp thì chúng ta dùng đó ha. Thì trái phải và ở giữa là center, thì nó y chang cái dòng AM5 thôi ha. Rồi con súp này nè, Acoustimax 7 ha. Rồi dòng này thì nó là thiết kế tại Mỹ các bạn ha, và sản xuất tại Mexico ha. Rồi phía sau vẫn rất là đẹp ha đó. Rồi ok, thì mình vừa tháo mấy con ốc ra ha, và cái mặt phân tầng của nó còn zin cứng ha. Đó, cái con này thì hàng Mỹ về bạn ha, và chưa qua sử dụng tại Việt Nam, và chưa từng tháo luôn ha. Mình là người tháo đầu tiên, và mình sẽ xắn cái dây này ra ha. Xắn dây này ra để cho quay cho các bạn xem. Rồi. Đây là cái mặt phân tầng bên trong đó nha các bạn. Ba đường vào từ âm ly ha, ba đường ra lo cube, và nó đi qua cái một cái bo mạch phân tầng, bao gồm 1 2 3 4 5 6 7 cái bóng đèn. Ha, 7 bóng đèn, và đây là cái dàn dàn tụ ha, cuộn cảm và điện trở ha. Đây. Tụ của dòng này thì nó luôn luôn sử dụng cái tụ Nichicon ha, và những cái con cuộn cảm của nó các bạn nhìn ha, màu sắc rất là đẹp. Đó. Rồi thì phía trong đây chính là cái phần gân lo ha. Gân thì vẫn còn rất là tốt, tại vì giờ dòng Acoustimax này á, hãng thiết kế cái gân mút rất là dày ha, không có con nào về mà nó bị một gân cả các bạn ha. Thì mình sẽ để mình xoay cái mình sẽ lật cái con súp lên ha, mình xoay cái mình quay cho các bạn xem cái phần bên trong. Rồi đây ha, bên trong thì nó xương lo 7 màu ha, xương lo 7 màu chưa bao giờ tháo ra khỏi thùng bạn. Các bạn nhìn từng con ốc của nó nè. Đó, cái cụ lo thứ nhất ha, và cụ lo thứ hai ở đây nó cũng sẽ tương tự zin nguyên bản 7 màu và chưa từng hề tháo ra khỏi thùng ha. Rồi đây là cái mặt phân tầng của nó đó. Thì cái phần nắp nhựa phía trước thì nó xấu quá ha, cho nên mình tiến hành mình thanh lý con này. Rồi nói chung là anh em là đang tìm một cái chiếc súp hơi mà có khả năng chơi độc lập như một chiếc súp hơi, và có thể ghép thêm lo vệ tinh để chơi như là một cặp lo full range toàn giải, thì đây những cái dòng súp Acoustimax đây là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý ha. Thì anh em thường thích những dòng AM5 ha, thì AM7 này cũng tương tự AM5 mà thôi, nó chỉ khác là nó có thêm hai đường, nó có thêm một đường tín hiệu ra lo center đây thôi ha. Còn thông thường AM5 thì sẽ không có cái đường này, chỉ có hai đường hai bên đây thôi ha. Còn AM7 nó có thêm cái đường center nữa.
đó, chúng ta rất là tiện để nâng cấp ha, thêm đó. Rồi ok, thì con này thì với dòng AM7 thì thông thường trước giờ á kênh mình bán một chiếc súp như thế này ha, nó có mức giá trên dưới 3 triệu đồng một chiếc ha. Thì chiếc súp này mình sẽ thanh lý nó với giá là 2.300.000 đồng ha, 2.300.000 đồng đó. Thì ngoại hình nó xấu nha các bạn ha, nhưng mà ruột gan nó zin, dành cho anh em nào thích hàng zin mà không quan trọng hình thức ha. Đó, ok, 2.300.000 đồng, anh em nào thấy hợp nhãn thì liên hệ với mình ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn, và mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn các bạn như video clip tiếp theo. Thì mọi chi tiết các bạn vui lòng liên hệ mình qua hai kênh Facebook hoặc Zalo ha. Mình để phía dưới phần mô tả video và cũng như phần bình luận nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn.